Bốn công an hy sinh trong vụ tấn công ở Đắk Lắk được công nhận liệt sĩ. Vụ tấn công tại huyện Cư Cụ In, Đắk Lắk đã khiến bốn cán bộ công an xã hy sinh, hai cán bộ xã và ba người dân thiệt mạng. Vào chiều nay, đoàn lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền ban ngành đoàn thể huyện Cư Cụ In, hai xã Ea Tiêu, Ea Katu đã tổ chức thăm viếng các nạn nhân trong vụ hai trụ sở xã bị tấn công ở tỉnh Đắk Lắk. Dẫn đầu đoàn là thứ trưởng Bộ Công an, thượng tướng Lương Tam Quang. Trong vụ việc thiếu tá Hoàng Trung 42 tuổi, cán bộ công an xã Ea Katu, đại úy Nguyễn Đắc Nhân 29 tuổi, cán bộ công an xã Ea Katu, thiếu tá Trần Quốc Thắng 34 tuổi, cán bộ công an xã Ea Tiêu, đại úy Hà Tuấn Anh 32 tuổi, cán bộ công an xã Ea Tiêu đã hy sinh. Hai cán bộ khác thiệt mạng. Vụ án cũng ghi nhận có 3 người dân bị sát hại thăm viếng những nạn nhân đoàn lãnh đạo bày tỏ sự tiếc thương chia buồn sâu sắc với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình những cán bộ hy sinh người dân thiệt mạng để bù đắp một phần mất mát đoàn lãnh đạo đã động viên tinh thần hỗ trợ vật chất đối với thân nhân gia đình các nạn nhân đồng thời lãnh đạo bộ công an lãnh đạo tỉnh và công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các bộ phận chức năng tiến hành các thủ tục để công nhận liệt sĩ cho 4 cán bộ công an hy sinh làm chế độ thương binh cho hai cán bộ công an xã bị thương thực hiện chế độ chính sách cho các cán bộ xã và người dân thiệt mạng. Trước đó vào dạng sáng ngày 11 tháng 6, một nhóm người dùng hung khí nóng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Katu ở huyện Cư Kuin, làm thiệt mạng và bị thương một số cán bộ công an xã, cán bộ xã và người dân. Sau vụ việc xảy ra, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ công an xã hy sinh. Mục tiêu ban đầu của nhóm đối tượng tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk theo thông tin ban đầu về vụ tấn công trụ sở công an xã tại Đắk Lắk, có khoảng 60 đối tượng tham gia vụ tấn công này. Ban đầu chúng định đột nhập lữ đoàn 198 để cướp súng, tạo tiếng vang. Khi không thực hiện được, chúng chuyển sang tấn công các mục tiêu mới là hai trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Katu. Các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được 26 đối tượng có liên quan. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin. Công dân thứ ba tự giải thoát. Các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt số đối tượng còn lại. Tin tức Việt sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin diễn biến mới nhất. Vào sáng nay, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra hiện trường vụ dùng hung khí nóng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu, huyện Ea Katu, huyện Cư Kuin. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình của địa phương kiểm tra hiện trường vụ tấn công tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Katu. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cùng đoàn công tác đã động viên các lực lượng chức năng đang chốt chặn, bảo vệ hiện trường tại hai xã Ea Tiêu và Ea Katu, đồng thời đề nghị lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, chính quyền địa phương tiếp tục đề cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân. Trước đó vụ tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Katu, huyện Cư Kuin vào sáng sớm ngày 11 tháng 6 đã làm thương vong một số công an xã, cán bộ xã và người dân. Đến trưa ngày 12 tháng 6, Bộ Công an cho biết các lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ được 26 đối tượng có liên quan đến vụ việc và đang khẩn trương triển khai các mũi tấn công truy bắt các đối tượng còn lại. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp nhận diện thủ đoạn chống phá quen thuộc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Thưa quý vị, trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Việt Nam. Một trong những thủ đoạn quen thuộc mà chúng thường sử dụng là quy kết các hiện tượng cá biệt thành bản chất nhằm vu cáo xuyên tạc, làm trầm trọng hóa tình hình. Do đó cần nhận diện rõ thủ đoạn tinh vi ấy để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh, góp phần bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng. Chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng là mục tiêu lâu dài xuyên suốt của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Để thực hiện các mục tiêu đó, các thế lực chống phá thường theo dõi rất sát diễn biến về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của nước ta. Do vậy, mỗi khi có vấn đề nào đó xảy ra hay là có hiện tượng nào đó phát sinh, các thế lực thù địch sẽ nhanh chóng quy kết, chụp mũ để nâng cao quan điểm, thổi phồng, bóp méo sự thật. Đó là bản chất của thủ đoạn quy kết các hiện tượng cá biệt thành bản chất rồi lớn tiếng quy chụp rêu rao nhằm tạo ra sự chú ý của dư luận, dọn đường cho các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, thực hiện các mưu đồ chống phá. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin, hiện tượng là phạm trù chỉ sự biểu hiện ra bên ngoài của sự vật. Còn bản chất là phạm trù chỉ sự tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên, tương đối ổn định bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển của sự vật. Hiện tượng và bản chất là một cặp phạm trù có mối quan hệ biện chứng, trong đó bản chất luôn luôn được bộc lộ qua hiện tượng, còn hiện tượng lúc nào cũng là sự biểu hiện của bản chất ở mức độ nhất định. Không có bản chất tồn tại thuần túy ngoài hiện tượng, đồng thời cũng không có hiện tượng nào mà không biểu hiện bản chất. Nhấn mạnh sự thống nhất này, Lenin đã chỉ rõ: bản chất hiện ra, hiện tượng có tính bản chất từ hiện tượng cá biệt quy kết thành bản chất tuy là thủ đoạn không mới nhưng vô cùng nguy hiểm. đây thực chất là thủ đoạn xuyên tạc, thổi phồng kiểu vơ đũa cả nắm với miêu đổ chống phá. dễ dàng nhận thấy mục đích đằng sau của thủ đoạn này là các thế lực thù địch muốn quy trục, vu cáo những sai lầm, hạn chế của đảng và nhà nước ta từ những sự việc cụ thể cá biệt thành hiện tượng phổ biến có tính quy luật nhằm làm trầm trọng hơn vấn đề, khoét sâu thêm những khuyết tật đã có. mục đích sâu xa của thủ đoạn này là nhằm hạ thấp năng lực lãnh đạo quản lý của Đảng và Nhà nước ta, cổ suý và thúc đẩy tình trạng phản đối, khiếu kiện, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền của một bộ phận nhân dân kém hiểu biết, bản lĩnh chính trị không vững vàng. Từ đó, mưu toan hướng lái sự phát triển của Việt Nam theo con đường mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cho là tối ưu nhất, con đường phát triển từ bản chủ nghĩa. Nhận diện bản chất của thủ đoạn đó để chúng ta nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá, góp phần bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Các lực lượng đã bắt giữ tổng số 26 đối tượng, thu giữ một số vũ khí quân dụng, trong đó có súng trường CKC. Trung tướng Tô Ân Sô thông tin. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang quyết liệt truy bắt các đối tượng, điều tra làm rõ vụ việc. Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, sáng sớm ngày 11 tháng 6 tại địa bàn huyện cư Kuin đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Ca Tu, làm một số đồng chí, công an xã, cán bộ xã, người dân thiệt mạng và bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên, giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin. Ngay trong buổi chiều, Đại tướng tô Lâm. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ công an xã Hy Sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Cư Yên, tỉnh Đắk Lắc. Đó là truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung, sinh năm 1981, quê quán Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ công an xã Ea Katu, Tu, truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân, sinh năm 1994, quê quán Yên Thành, Nghệ An cán bộ công an xã Ea Katu. Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí Trần Quốc Thắng sinh năm 1989, quê quán Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ công an xã Ea Tiêu. Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Hà Tuấn Anh sinh năm 1991, quê quán Triệu Sơn, Thanh Hóa, cán bộ công an xã Ea Tiêu. Bộ trưởng Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa Tình Đồng đội Công an Nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng trên một gia đình đối với 4 gia đình đồng chí thuộc Công an huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắc, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Hỗ trợ 50 triệu đồng một đồng chí đối với hai đồng chí cán bộ Công an huyện Cư Cun bị thương trong khi thực hiện nhiệm vụ là Thượng úy Đàm Đình Bốp, sinh năm 1993, Phó trưởng Công an xã Ea tu và đại úy Lê Kiên Cường, sinh năm 1988, cán bộ công an xã Ea Katu. Bộ Công an đề nghị bà con huyện Cư Cú In và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang, thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng. Nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên, đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.